Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới, và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Hoài Linh và Dương Triệu Vũ nổi tiếng là một cặp anh em có tiếng trong giới showbiz. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Hoài Linh từng ra sức cấm cản em trai tham gia làng giải trí vì hiểu được môi trường trong showbiz có nhiều điều phức tạp. Mới đây trên trang cá nhân, nam danh hài Hoài Linh đã thể hiện sự ủng hộ sản phẩm mới của người em trai Dương Triệu Vũ. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng âm thầm dẫn Phương Trang, Dương Triệu Vũ đi biểu diễn chung, Hoài Linh đã tức giận và không nói chuyện với ông Hoàng Nhạc Việt suốt nhiều năm. Tuy nhiên sau này khi hiểu được niềm đam mê và những cố gắng của em trai, Hoài Linh đã chấp nhận và ủng hộ Dương Triệu Vũ theo nghiệp hát. Mới đây vào tối ngày 9 tháng 6, nam danh hài Hoài Linh đã chia sẻ sản phẩm âm nhạc của Dương Triệu Vũ và thậm chí còn kêu gọi mọi người ủng hộ em trai. Cụ thể nam danh hài chia sẻ MV, bức tranh tiền kiếp, kèm theo đó là lời kêu gọi mọi người ủng hộ nam ca sĩ. Hoài Linh viết, anh Bốn không đến dự ra mắt MV của em được, thông cảm cho anh Bốn nhé. Chúc mừng Út, tên gọi thân mật của Dương Triệu Vũ. Mọi người xem ủng hộ tinh thần chốt của Linh nhé. Cảm ơn cả nhà. Động thái này của nam danh hài nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của hai anh em. Đáp lại tình cảm của Hoài Linh, Dương Triệu Vũ gửi lời cảm ơn anh trai ở phía phần bình luận. Trước đây, Hoài Linh đã từng chia sẻ MV của Dương Triệu Vũ trên Facebook. Dương Triệu Vũ cũng đã từng nói về việc bị nói dựa hơi anh trai. Nam ca sĩ cho hay, cha mẹ, bạn bè, anh chị em chỉ có thể giúp mình một ít cơ hội, còn nắm bắt và làm gì với cơ hội đó tùy thuộc vào số mệnh, tài năng và nỗ lực của bản thân. Bình luận này chỉ là một trong 5.000 bình luận, nhưng nó nhắc tôi phải luôn luôn chứng minh bản lĩnh của mình. Nó cũng chính là nguồn động lực của sự nỗ lực không ngừng, hoạt động nghiêm túc để không làm tổn danh đến người anh của mình đã có và làm cho mình hãnh diện với chính bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!